Gia Minh, tiệm sửa xe của anh cũng làm ăn được quá nhỉ? Anh bận rộn quá đấy. Cũng tạm thôi, nhiêu đó việc thôi mà. Ừ, tôi bây giờ là nhân viên tư vấn bảo hiểm ở công ty Cathay Life. Danh thiếp của tôi đây. Anh chỉ dạy thêm nhé. Hey, Huy Hùng à, tôi không nghĩ là anh lại làm công việc này đấy. Bây giờ tôi muốn nói với anh nghiêm túc đấy nhé. Nhưng vì anh là bạn tôi nên tôi muốn nói với anh một tí về bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ hả? Ừ, khi khác đi nhé. Ồ. Đây là lý do từ chối vì họ không tin tưởng chúng ta. Em làm lại một lần nữa đi. Ừ, dạ. Gia Minh à, chào anh. Tôi bây giờ là nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ ở Cathay Life. Không biết anh bây giờ đang có thời gian không? Tôi muốn nói với anh một Chờ tí, tí về chờ bảo tí. hiểm nhân thọ. Em quên mất một việc rồi đúng không? Quên việc gì à? À, em quên mất Gia Minh hiện giờ đang mở tiệm sửa xe. Anh ơi, em làm lại một lần nữa nhé. Gia Minh chào anh. Tôi là nhân viên tư vấn bảo hiểm ở Cathay Life. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi không biết có thể nhân lúc anh rảnh rỗi nói chuyện với anh một tí không về kế hoạch bảo hiểm nhân thọ. Ý anh muốn bán bảo hiểm cho tôi à? Bảo hiểm ở nhà tôi thì anh họ tôi lo hết rồi. Không có đâu, tôi chỉ muốn nói lúc nào anh rảnh thì có thể nói chuyện với anh một tí mà thôi. Nhưng mà tôi mua bảo hiểm của Manulife rồi đấy. Manulife cũng được lắm, tốt lắm, thể hiện được thái độ rộng lượng đối với khách hàng. Anh nghĩ em cũng có thể nói rằng một người một công ty không thể nào chăm sóc hết tất cả các khách hàng. Ngồi đi em. Tiếp tục. Tôi không thể chắc chắn rằng hợp đồng của công ty tôi phù hợp với nhu cầu của anh, mà tôi chỉ muốn tận dụng vài phút để muốn giải thích cho anh và vợ anh biết Cathay có những sản phẩm như thế nào. Không biết lúc nào thì tiện cho anh. 8 giờ sáng thứ tư hay là 9 giờ tháng thứ sáu nhỉ? Hay lắm. Khi em nắm được tuyệt chiêu rồi thì em nói chuyện cũng tự tin hơn nhiều. Sau này em luyện tập nhiều hơn tí thì chắc chắn sau này em sẽ trở thành chuyên gia tư vấn bảo hiểm đấy. Dạ em cảm ơn anh. Tôi không chắc được rằng sản phẩm của tôi có thể phù hợp với nhu cầu của họ hay không. Nhưng tôi lúc nào cũng không ngừng luyện tập ứng phó với 4 lý do từ chối đó. Thậm chí lúc ngủ tôi vẫn có thể trả lời được. Tôi luyện tập cách đồng tình chấp nhận với từ chối của khách hàng. Nói thẳng không bằng thể hiện sự đồng tình với khách hàng mà. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân, tôi cung cấp cho mọi người đó là một sản phẩm bảo hiểm đầy giá trị và hữu dụng. Bây giờ tôi biết rằng người ta dù làm công việc gì đều có thể nhín thời gian để nghe tôi nói. Và đối với nội dung mà tôi tư vấn thì trước khi tôi tư vấn họ hoàn toàn không hiểu rõ đâu. Vì vậy tôi cần phải bỏ qua sự từ chối của họ. Và trong công việc mà tôi trò chuyện với họ, thêm một vài nội dung mà họ thật sự có hứng thú. Thầy Trung, em chào thầy. Chào, lâu quá không gặp. Huy Hùng à, gần đây tốt không? Dạ, gần đây em làm tư vấn bảo hiểm ở Cathay Life. Đây là danh thiếp của em. Tốt đấy. Em quen việc chưa? Dạ, cũng tạm ổn à. Đúng rồi thầy ơi, em mới nói chuyện với thầy một tí về những kế hoạch về tài chính, thì thầy thấy sao ạ? Bây giờ thầy không có thời gian, mà thầy cũng sợ mất thời gian của em đấy. Dạ em cảm ơn thầy. Em nghĩ chắc hiện giờ thầy cũng không muốn nói chuyện gì liên quan với bảo hiểm đâu. Nhưng mà em chỉ muốn thảo luận với thầy một tí một số vấn đề mà người trạc tuổi thầy hoặc những hoàn cảnh giống như thầy cảm thấy rất hứng thú. Thì đến lúc mà thầy có ý định mua bảo hiểm hoặc có ý định gì về tài chính thì có thể tìm đến em và công ty em. Như vậy công bằng rồi đúng không ạ? Như vậy được đấy. Vậy thầy ơi, không biết thì lúc nào tiện cho thầy? 9 giờ sáng thứ sáu hay là thứ bảy ạ? Sáng thứ bảy nhé. Dạ được ạ. Vậy em hẹn thầy giờ đó thầy nhé. Thông qua sự nỗ lực đó, cuối cùng tôi đã thành công rồi. Tôi hoàn toàn đầy đủ tự tin để đối phó với sự từ chối của mọi người, để chuyển đổi điều đó thành niềm tin mà họ đối với tôi, đối với công ty. Qua một thời gian, tôi mới hiểu được quyền lợi của khách hàng chính là nhiệm vụ nghề nghiệp của tôi.
Và tôi cũng học được rằng không nên dễ dàng tin vào sự từ chối của khách hàng. Điều duy nhất mà tôi hối tiếc đến thời điểm hiện tại chỉ là những người mà tôi chưa có cơ hội gặp mặt để tư vấn giới thiệu bảo hiểm mà thôi. Huy Hùng à, anh Trịnh, mọi việc ổn chứ? Dạ ổn lắm ạ, chiều họp nhé. Dạ. Chào, tôi là sư giả đi Trịnh. Mọi người còn nhớ ở phần trước, tôi cùng với Huy Hùng đã cùng nhau thảo luận làm thế nào để ứng phó với sự từ chối của khách hàng. Vương Huy Hùng hiện giờ là một nhân viên tư vấn bảo hiểm hoàn toàn thuận lợi. Ở đây, tôi muốn nói đến những khó khăn khi chúng ta tiếp xúc với khách hàng. Tôi biết các anh chị là người trong nghề rồi, nhưng tôi vẫn nghĩ không có gì quan trọng bằng, cơ bản bằng khắc phục những từ chối của khách hàng. Những kỹ năng này sẽ là chủ đề của ngày hôm nay. Chuyên đề ngày hôm nay sẽ cung cấp nhiều tình huống thực tập cho tất cả các anh chị để mọi người có thể hình dung muôn vàn những lý do khách hàng từ chối. Sau khi xem xong chuyên đề này, thực tập một thời gian, bạn hoàn toàn có thể đối phó với những lời từ chối như vậy, đạt càng nhiều cơ hội để hẹn gặp khách hàng hơn nữa. Như vậy, bạn có thể thuận lợi thẳng tiến trong ngành bảo hiểm nhé. Tuy các lý do từ chối của các khách hàng tiềm năng chủ yếu là đẩy đến cùng vì họ không muốn mua, đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường, đó là những hành động tránh né của khách hàng mà thôi. Khi đối diện với những lời từ chối đó, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là phân loại. Ở phần trước chúng ta đã có 4 dạng của lý do từ chối, các anh chị còn nhớ không? Anh à, anh hiểu tình hình của tụi em nhất mà, đâu phải anh không biết đâu. Gần đây kinh tế tụi em kẹt lắm. Dạng này đương nhiên đó là lý do không có tiền. Câu trả lời có thể là tôi không có gánh hết đâu, dự tính của tôi không có phí bảo hiểm, tôi không có tiền, vân vân. Những lời nói này có lẽ là thật, nhưng nếu bạn đã làm qua hành động chọn lọc khách hàng trước đây thì những lời nói đó đa số là tránh né mà thôi. Mục đích là gì? Làm cho bạn không có cơ hội tiếp cận với họ. Bảo hiểm nhân thọ à, chúng ta nói chuyện sau nhé. Dạng này đó là từ chối vì không tin tưởng. Khách hàng nếu không phải là do không tin bảo hiểm thì có lẽ là không tin người tư vấn bảo hiểm đó. Họ sẽ nói rằng về phần bảo hiểm thì đã có người thân của họ lo rồi. Giống như là ngoài người thân của họ ra thì không có ai hiểu được ngành nghề bảo hiểm nữa đâu. Nghe cũng được lắm, nhưng mà hiện giờ tôi không có kế hoạch mua bảo hiểm đâu, hẹn anh khi khác nhé. Ở đây cũng là lấy lý do không gấp để từ chối. Họ trả lời trước mắt họ không muốn mua bảo hiểm. Nhưng những người khác có thể sẽ nói bây giờ anh đến tìm tôi không đúng lúc rồi, đợi qua Tết nhé. Hoặc hiện họ có nói là hiện giờ họ rất bận, họ không có thời gian để nghe anh nói chuyện đâu. Thì tôi không muốn mua, tôi không có hứng thú gì với bảo hiểm hết á. Đúng rồi, chúng tôi đã có đủ bảo hiểm rồi. Ở loại lý do này, không có nhu cầu thì bạn sẽ nghe khách hàng tiềm năng nói rằng họ có mua bảo hiểm rồi, họ không có hứng thú gì hết. Hoặc họ nói bảo hiểm à, tôi đã có nhiều lắm rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem cùng một người nhưng nội dung hội thoại của họ sẽ khác nhau. Sau mỗi đoạn sẽ có thời gian cho các anh chị viết xem đó là loại hình từ chối nào nhé. Bây giờ tôi bận lắm, qua Noel hãy nói nhé, được không? Hey, chúng tôi bảo hiểm đã nhiều lắm rồi. Hợp đồng bảo hiểm của tôi nhiều đến đóng không nổi nữa rồi đấy. Huy Hùng à, tôi không có dư tiền để đóng bảo hiểm nữa đâu. Hả? Bảo hiểm nhân thọ? Anh ơi, anh biết tình hình của chúng em bây giờ mà.
Tôi không có hứng thú gì với bảo hiểm hết, được chưa? Anh thấy có bao nhiêu hợp đồng đây không? Chúng tôi làm sao có thể mua thêm nữa? Tôi mà mua nữa chẳng thà tôi đi bán bảo hiểm cho rồi. Lạ nhỉ? Sao anh không đi làm việc ở trung tâm mua sắm đi cho rồi? Chúng ta xem lại một lần nữa và đối chiếu với đáp án của các anh chị nhé. Bây giờ tôi bận lắm, qua Noel hãy nói nhé, được không? Hey, chúng tôi bảo hiểm nhiều lắm rồi. Hợp đồng bảo hiểm của tôi nhiều đến sắp đóng không nổi rồi đấy. Huy Hùng mà, tôi không có dư tiền để đóng bảo hiểm nữa đâu. Hả? Bảo hiểm nhân thọ? Ồ, anh biết tình hình của tụi em hiện giờ mà. Tôi không có hứng thú gì với bảo hiểm hết, được chưa? Anh có thấy là bao nhiêu hợp đồng bảo hiểm đây không? Tôi mà mua nữa, tôi làm sao đóng nổi? Tôi mà mua nữa, tôi chẳng thà đi bán bảo hiểm luôn rồi. Lạ nhỉ? Sao anh không đi làm việc ở trung tâm mua sắm đi? Sự từ chối của khách hàng tiềm năng, ngoài việc tránh né và từ chối đến cùng, còn có thể là do họ hoài nghi chúng ta, và cũng có thể họ cần nhiều thông tin hơn nữa. Vì vậy, khi bạn có lòng tin với bản thân và những sản phẩm mà bạn giới thiệu, thái độ của bạn nhẹ nhàng, lễ phép, tự nhiên và đáng tin cậy, kiên quyết khi hẹn gặp khách hàng. Việc đó ngoài việc làm cho khách hàng có một ấn tượng tốt và cũng làm cho khách hàng càng tin tưởng chúng ta hơn. Và bạn cũng có thể xóa bỏ những suy nghĩ muốn từ chối bạn ngay từ lúc đầu của họ và đạt được cơ hội tham gặp. Nhớ rằng cung cấp cho họ càng nhiều thông tin và tự tin đối với sản phẩm mà bạn giới thiệu mới được nhé. Bây giờ tôi làm việc ở bảo hiểm nhân thọ Cát Hay. Tôi có thể nói chuyện với anh một tiếng về bảo hiểm nhân thọ được không? Hey, tôi không có mua đâu, tôi không có hứng thú gì với bảo hiểm hết á. Đúng rồi, chúng tôi mua nhiều bảo hiểm lắm rồi. Nếu các khách hàng tiềm năng đã chuẩn bị sẵn làm thế nào để từ chối khi được giới thiệu bảo hiểm, vậy bạn càng phải chuẩn bị kỹ hơn nữa làm thế nào để ứng phó với những lời từ chối đó. Phân loại những lời từ chối của họ là bước quan trọng đầu tiên. Sau khi phân loại, còn 3 việc cần phải làm nữa. Đầu tiên, đó là thể hiện thái độ thấu hiểu đồng tình. Thứ hai, xử lý từ chối. Thứ ba, kết thúc bằng một cuộc hẹn thăm gặp khách hàng. Rất rõ ràng, khó khăn nhất tức là bước thứ hai, xử lý lý do từ chối. Những điểm dưới đây là tôi đặc biệt cung cấp cho mọi người tham khảo. Thứ nhất, cũng là cách đơn giản nhất, đó là giữ im lặng. Thứ hai, là lấy lý do từ chối của khách hàng chuyển đổi thành một câu nghi vấn bắt đầu bằng tại sao. Thứ ba, chuyển một câu phủ định từ chối thành câu khẳng định về lý do tham gặp khách hàng. Thứ tư, cũng là điều cuối cùng, mong đợi khách hàng từ chối.